nhau nơi đây trong niềm vui, niềm hân hoan để cùng với hội dòng Đức Mẹ hiệp nhất kết riêng cộng đoàn Hoàn Nguyên. Tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho mỗi người chúng ta, đặc biệt cho cộng đoàn Hoàn Nguyên trong suốt thời gian qua, và xin Chúa nguồn mọi phúc lành thương thánh hóa ngôi nhà mới này, để chị em trong cộng đoàn dùng làm nơi ở, nuôi dưỡng ơn gọi tình hiệp nhất của chị em, sớm tối cùng nhau ca tụng và làm cho danh Thánh Chúa được vinh hiển. Thưa cộng đoàn, ngày 2 tháng 8 năm 2022, công trình của cộng đoàn nơi đây đã được khởi công xây dựng trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa và với sự trợ giúp của biết bao người bằng tinh thần cũng như vật chất, nhất là bằng lời cầu nguyện, để rồi sau 20 tháng nay đã hoàn thiện khang trang. Đó là những lý do để chúng ta cùng với chị em trong hội dòng Đức Mẹ hiệp nhất, cụ thể chị em cộng đoàn Hoàng Nguyên quy tụ nhau nơi đây để tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc phúc lành cho cộng đoàn chị em nơi đây. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta bắt đầu nghi thức làm phép nhà mới với bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần. Chị em thân mến, chúng ta giờ đây sốt sắng dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin người đoái thương đến ở trong tu viện này và hiện diện chúc phúc cho tu viện này. Xin người ở đây với các dì, các anh chị em nuôi dưỡng tình bác ái và chia sẻ vui buồn với anh chị em. Còn các anh chị em hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô, hãy làm cho tu viện này trở thành nơi chan chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus, đến gần làng các ông định tới, người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn." Người liền vào với các ông. Đang khi cùng với các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa khi có lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta vui mừng cảm tạ con Thiên Chúa là Chúa Trời Đất, Đấng đã trở nên xác phàm ở giữa nhân loại. Và trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng đồng thanh tôn vinh. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa Giêsu đã thánh hóa gia đình Nazareth khi ở với mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa thương ngự đến trong tu viện này như là thượng khách và là Chúa của chúng ta. Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành đền thánh, chúng ta cầu xin Chúa cho các chị em trong nhà này biết kiến tạo đời sống. Lạy Chúa,
Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta cầu xin Chúa cho các chị em trong nhà này biết xây dựng đời sống mình trên nền tảng vững chắc là lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành. Chúa đã không có nơi gối đầu và đã chấp nhận việc đón rước của các bạn hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang không nơi nương tựa, tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình để họ có được nơi ở xứng đáng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, Chúa Giêsu, xin đoái thương lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đang nài xin Chúa ban phép lành cho tu viện này, để khi ở trong tu viện này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa. Khi đi xa tu viện này họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành, và khi trở về tu viện này họ được Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha, nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô cư ngụ trong lòng anh chị em, và nguyện cho lời của Người ở lại luôn mãi trong chúng ta, để khi làm mọi việc chúng ta đều làm cho sáng danh Chúa.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa Cha Quản hạt Phú Xuyên, kính thưa Cha Xứ, Cha Phó Nhà thờ Hoàng Nguyên, kính thưa quý cha Bản Hương, Hoàng Nguyên, Cổ Liêu, kính thưa quý cha Đồng Tế, kính thưa dì Tổng Phụ Trách và quý dì Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, kính thưa quý Thầy Phó Tế, quý tu sĩ chủng sinh, quý cụ, quý cố, quý ông bà, anh chị em, đặc biệt quý ân nhân, thân nhân của Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất cùng Cộng đoàn Dân Chúa đang tham dự thánh lễ tại nhà thờ của Giáo xứ Hoàng Nguyên hôm nay rất thân mến. Bài ca nhập lễ vừa mời gọi chúng ta đặt tâm tình vào những ngày của tuần Bát Nhật lễ Phục Sinh, nhắc nhớ chúng ta đến biến cố Đức Giêsu đã chết và đã được phục sinh vì yêu thương chúng ta để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Trong bầu khí tràn ngập niềm vui của tuần lễ Bát Nhật mùa Phục Sinh, chúng ta chung chia niềm vui ấy với quý dì của Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất trong ngày tạ ơn Chúa làm phép tu viện tại Giáo xứ Hoàng Nguyên thân yêu này. Tất cả là hồng ân Chúa ban, và chắc chắn sự hiện diện của quý dì với ngôi tu viện vừa được hoàn làm phép sẽ trở thành một dấu chỉ để giúp mọi người dân Chúa tại Hoàng Nguyên nhận ra được sự hiện diện đầy yêu thương của Đấng đã chết và được phục sinh vì yêu thương chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho Cộng đoàn Dân Chúa tại đây. Xin Chúa cũng qua sự hiện diện của quý dì tại tu viện của Giáo xứ Hoàng Nguyên này, làm cho mỗi ngày đức tin của dân Chúa tại đây mỗi ngày một phát triển, và giúp cho tất cả những người khác cũng nhận ra được một Thiên Chúa đang yêu thương chúng ta khi phục sinh Đức Giêsu từ cõi chết sống lại để mang lại ơn cứu độ, mang lại sự sống và sự sống dồi dào viên mãn cho tất cả mỗi người chúng ta. Trong bầu khí tràn ngập niềm vui của tuần Bát Nhật Phục Sinh, trong bầu khí tạ ơn cùng với quý dì Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, cộng đoàn chúng ta chung lời tạ ơn Chúa trong thánh lễ này, và để tâm tình ấy được đẹp lòng Chúa, giờ đây mỗi người chúng ta xin Chúa thứ tha những lầm lỡ thiếu sót của chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi lần. Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, đoàn dân thánh ngày thêm đông số. Xin đoái nhìn và ban phúc trường sinh cho những ai vừa được Chúa tuyển chọn và được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách công vụ tông đồ. Bấy giờ, các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giêsu. Đồng thời, họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi thường hội đồng và bàn tính với nhau. Họ nói, ta phải xử làm sao với những người này? Họ đã làm một dấu lạ rành rành. Điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Jerusalem, và ta không thể chối được. Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy ngăn đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa. Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu nữa. Hai ông Phêrô và Gioan đáp lại, nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa. Xin hỏi, trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem, phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Sau khi ngăm đe lần nữa, họ thả hai ông về vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do là vì họ sợ dân. Ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra. Đó là lời Chúa. Chúa sửa phạt tôi.
trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó, anh em được cứu thoát. Nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi nhóm 12. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt. Trong số ấy, phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác. Nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra, chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Người hiện ra trước hết với bà Maria Magdalena, người đã được Chúa trục xuất khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những bạn đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang đi đường. Họ đi về miền quê. Các ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông. Sau hết, Chúa hiện ra với 11 tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã thiếu tin tưởng và cố chấp, không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho tất cả loài thụ tạo. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngồi trên xe từ Bắc Ninh xuống đây, tôi suy nghĩ như này: tại làm sao mà ở giáo xứ Hoàng Nguyên lại có sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, rồi hôm nay lại xây một cái tu viện thật là to lắm ở Hoàng Nguyên. Quý ông bà anh chị em biết là có thấy bình thường hay không, nhưng mà cứ xét phương diện con người, cái điều đấy nó hơi nghịch thường. Tại sao lại như thế? Nếu mà nhìn trong lăng kính con người đó, sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, và nhất là hôm nay vừa hoàn tất cái công trình của tu viện tại giáo xứ Hoàng Nguyên, tôi nghĩ nhìn trong lăng kính con người là một cái duyên giữa dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất và giáo xứ Hoàng Nguyên. Mà tự nhiên tôi muốn hỏi cộng đoàn dân Chúa Hoàng Nguyên một câu như này này: các quý ông bà anh chị em ở Hoàng Nguyên có thấy các gì ở đây có duyên không? Có. Bà con Hoàng Nguyên là duyên là cái chắc rồi, tôi biết là như thế. Bởi vì nếu mà bà con Hoàng Nguyên mà không duyên dáng thì các gì chả đây ở đây mà nổi. Muốn hỏi điều ấy để cho thấy là như thế sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, và hôm nay trong ngày khánh thành đưa vào sử dụng ngôi nhà tu viện, cho thấy được cái mối lương duyên giữa các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất và cộng đoàn dân Chúa ở Hoàng Nguyên này. Đấy là nói trong lăng kính của con người, thưa cộng đoàn. Nhưng nếu nhìn trong lăng kính của đức tin thì cái công trình ngôi nhà tu viện của dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất mà hôm nay chúng ta cùng với các dì cử hành nghi thức làm phép để đưa vào sử dụng nói với chúng ta điều gì? Tôi vừa hỏi dì tổng phụ trách rằng cộng đoàn các dì ở đây đã được bao nhiêu năm. Dì nói là đã ở đây, đã hiện diện ở đây trong giáo xứ Hoàng Nguyên 24 năm. Và từ khi Đức Cố Hồng Y Phaolô là người đã khởi xướng và thu xếp việc này. Và khi nói về Đức Hồng Y thì tôi suy nghĩ về cái công trình sự hiện diện và cái ngôi nhà tu viện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở đây. Tôi nghĩ là công trình của lòng thương xót. Từ khi tôi về Bắc Ninh đến giờ thì ngày xưa tôi không có liên lệ nhiều với Đức Hồng Y, nhưng mà từ khi về để chịu trách nhiệm ở giáo phận Bắc Ninh thì tôi có một cái ấn tượng về con người của Đức Hồng Y là cái đấy, là cái này. Đó là một con người rất là yêu mến thánh tâm Chúa và đặc biệt kêu xin lòng thương xót của Chúa.
mỗi khi chầu thánh thể ở Bắc Ninh bây giờ thì vẫn luôn luôn đọc lại cái câu mà chính Đức Hồng Y khi còn làm giám mục Bắc Ninh đã kêu gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa kêu cầu thánh tâm Chúa. Tôi nghĩ các dì ở đây là những người quen thuộc cái câu ấy: lạy trái tim nhân lành Chúa Giêsu, xin thương xót và che chở chúng con. Vì cái câu ấy cho nên tôi nghĩ đến cái công trình sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, và hôm nay việc làm phép và đưa vào sử dụng ngôi nhà của tu viện là công trình của lòng thương xót. Thế thì nếu nói đây là một sự hiện diện của các dì và ngôi nhà của tu viện là công trình của lòng thương xót dưới ánh sáng của các bản văn lời Chúa mà chúng ta nghe trong ngày thứ bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh, nói với chúng ta điều gì? Thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất trích trong sách Công vụ Tông đồ, nói về việc hai thánh Phêrô và Gioan mạnh dạn rao giảng về một Đức Giêsu bị đóng đinh, không sợ hãi gì cả. Mà tác giả sách Công vụ Tông đồ hôm nay chúng ta vừa nghe nói như này, ghi nhận như này này: hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Thứ nhất là không được đi học, thứ hai làm thuyền trài lão hạng bình dân thôi chứ không phải hạng cao quý gì trong xã hội. Nhưng mà các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục, các kinh sư ngạc nhiên vì thấy hai ông mạnh dạn làm chứng về một Đức Giêsu đã chết và được phục sinh. Hai con người không có chữ nghĩa, hai con người thuộc hạng bình dân nhưng mà mạnh dạn để làm chứng về Đức Giêsu đã được phục sinh. Và cái điều ấy làm cho những người lãnh đạo Do Thái, những người giỏi giang, những người ở những giai cấp cao trong xã hội Do Thái bây giờ phải ngạc nhiên vì điều ấy. Chi tiết ấy làm tôi suy nghĩ đến sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở Hoàng Nguyên, thì cũng kiểu kiểu như vậy đó, cũng chả tài giỏi gì, không biết là có đi học lớp 12 xong chưa, hết chưa không biết, bây giờ thì chắc là hết rồi phải không ạ. Nhưng mà cũng là thuộc hạng giới bình dân thôi chứ cũng chả phải cao sang quyền quý gì. Có thì chắc là dì tổng dì cho mấy dì ở đây là duyên dáng nhất nhà giàu thì có. Cho nên là mới hỏi là các dì có duyên không, là đây bà con Hoàng Nguyên trả lời là có. Chứ còn thì cũng chẳng giỏi giang gì, cũng là những con người bình dân như bao nhiêu con người khác thôi. Mà cái điều quan trọng tôi nghĩ đến đó là một sự mạnh dạn sống đức tin và làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trong cái môi trường của mình. Đây là cái kinh nghiệm rất là hay mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất, nói về hai vị thánh tông đồ là Phêrô và Gioan. Những con người không có chữ nghĩa, những con người bình dân nhưng mà là những con người mạnh dạn để làm chứng cho sự hiện diện của một Đức Giêsu đã chết và đã được phục sinh trong cái môi trường sống của mình, không sợ gì cả. Chính vì thế cho nên trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe trích trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Côrintô nói gì: tôi có là gì thì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, ơn người ban cho tôi mọi sự. Thưa cộng đoàn, tôi nghĩ các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất hiện diện ở trong cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hoàng Nguyên này thì cũng luôn luôn mặc cái tâm tình mà Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay, bài đọc thứ hai: tôi có là gì thì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, cái xác tín đấy không phải chỉ là xác tín của các dì sống ở Hoàng Nguyên, nhưng mà là xác tín chung của tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta có là cái gì đi chăng nữa, chúng ta có cái gì đi chăng nữa thì cũng là nhờ ơn Chúa. Bởi vì chúng ta tự bản thân của mình, như bài đọc thứ nhất nói, là những con người chẳng giỏi giang gì, cũng là những con người hết sức là bình thường. Cho nên những gì chúng ta có được hôm nay thì cũng là những gì Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không. Và thưa cộng đoàn, nếu chúng ta ý thức mình là những người không có gì cả, không có khả năng gì cả, không tài khéo gì cả, nhưng mà chúng ta ngẫm lại chúng ta cũng thấy tất cả những gì chúng ta có cũng là hết sức là lớn lao trước mặt Chúa như thế,
thì để làm gì? Cái mà Chúa ban cho chúng ta đang có để làm gì? Cái cơ sở tu viện mà Chúa ban cho các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở giáo xứ Hoàng Nguyên là để làm gì? Tôi thiết nghĩ không phải để các dì khẳng định rằng các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở Hoàng Nguyên, cho bằng một điều khác là cái điều mà chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói đến trong bài tin mừng hôm nay: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Sự hiện diện của các dì ở trong cộng đoàn tu viện giáo xứ Hoàng Nguyên vì là một ơn ban nhưng không từ Thiên Chúa, cho nên sự hiện diện ấy phải là một sự hiện diện để giúp cho các dì sống cái sứ mạng mà Chúa Giêsu nói đến trong bài phúc âm hôm nay: loan báo tin mừng cho muôn loài. Hy vọng rằng sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở Hoàng Nguyên mỗi ngày làm cho cộng đoàn dân Chúa ở đây mỗi ngày mỗi tốt đẹp, đời sống đức tin mỗi ngày mỗi phát triển. Cộng tác với cha xứ, cha phó và ban hành giáo của giáo xứ để làm cho tất cả mọi hoạt động ở Hoàng Nguyên khởi sắc nhiều hơn, tốt đẹp hơn, đời sống đức tin của mỗi người, mỗi gia đình một cách tốt đẹp hơn. Trước khi lúc mới tới nhà dòng thì tôi có hỏi dì tổng phụ trách là các dì ở đây làm việc gì, thì thấy trình bày là các dì đến đây để phụ giúp các công việc ở trong giáo xứ là chính yếu. Tôi nghĩ điều ấy là một điều rất là tốt đẹp, để rồi sự hiện diện của các dì ở đây không phải để vỗ ngực xưng tên, nhưng mà sự hiện diện của các dì ở đây là một sự hiện diện phục vụ trong âm thầm, cộng tác và dưới sự hướng dẫn của các cha ở giáo xứ đây, đại diện cho Đức Giám mục Giáo phận. Điều ấy là một cái nét cho thấy mỗi người chúng ta cộng tác với nhau để xây dựng cộng đoàn hội thánh ở đây một cách tốt đẹp và phát triển. Và qua cái sự cộng tác với nhau để xây dựng cộng đoàn dân Chúa ở đây tốt đẹp và phát triển, chúng ta làm chứng cho mọi người về một sự hiện diện đầy sống động của một Đức Giêsu đã chết và được phục sinh trong cộng đoàn dân Chúa ở đây. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để tạ ơn Chúa cùng với các dì trong ngày làm phép để đưa vào sử dụng ngôi nhà của tu viện tại giáo xứ. Nhưng tôi thiết nghĩ điều quan trọng hơn, chúng ta cầu nguyện cho các dì để các dì mỗi ngày sống đúng cái đặc sủng ơn gọi của mình, như là cái tên gọi của nhà dòng vậy, dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. Sự hiện diện của các dì ở đây phải là một sự hiện diện để kiến tạo sự hiệp nhất cho cộng đoàn dân Chúa ở đây. Và chắc chắn sự kiến tạo ấy kêu cầu sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria. Xin Chúa chúc lành cho các dì, và xin Chúa giúp các dì hiện diện ở đây để nhằm cùng với toàn thể cộng đoàn dân Chúa dưới sự hướng dẫn của các cha ở trong giáo xứ kiến tạo sự hiệp nhất cho giáo xứ. Và có một điều nữa, hồi nãy các dì cũng nói, tôi cũng rất là vui lòng, đó là các dì cũng cố gắng để kêu gọi, khơi gợi nên trong các em, các bạn trẻ ở đây ơn gọi dâng mình cho Chúa. Tôi nghĩ điều ấy là hết sức cần thiết. Ở giáo phận, Tổng Giáo phận Hà Nội mỗi năm cũng có rất đông người quảng đại dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì thánh hiến, đặc biệt là đời sống ơn gọi linh mục giáo phận. Chắc chắn sự cộng tác của mỗi người chúng ta là cần thiết, và sự cộng tác của các dì ở trong tu viện của giáo xứ Hoàng Nguyên đây cũng là cần thiết để khơi gợi nên ơn gọi nơi tâm hồn của các bạn trẻ ở đây. Và hy vọng rằng trong những ngày tháng sắp tới, giáo xứ Hoàng Nguyên có nhiều người dâng mình cho Chúa hơn nữa, nhiều ơn gọi tu sĩ phát xuất từ đây, nhiều ơn gọi linh mục phát xuất từ đây. Và điều quan trọng hơn nữa là những ơn gọi ấy phải là những ơn gọi tốt lành, thánh thiện, những con người phục vụ hội thánh Chúa, phục vụ cho cộng đoàn dân Chúa một cách tốt đẹp, như là những khí cụ ngoan ngụy mà phát xuất từ cộng đoàn dân Chúa Hoàng Nguyên này. Tất cả những điều ấy chắc chắn là những viễn tượng của tương lai cho cộng đoàn dân Chúa ở đây cùng với sự hiện diện của các dì tại cộng đoàn giáo xứ. Cầu chúc tất cả mọi người chúng ta dưới sự chở che của Đức Trinh Nữ Maria
giúp mỗi người chúng ta kiến tạo sự hiệp nhất và xây dựng cộng đoàn dân Chúa ở đây trở thành một cộng đoàn mạnh mẽ trong đức tin và trưởng thành trong đời sống đức tin. Khi chúng ta nhận ra được mỗi ngày những hoa trái trong đời sống hơn, gọi mỗi ngày mỗi triển nở hơn nữa, phát xuất từ chính cộng đoàn dân Chúa Hoàng Nguyên thân yêu này. Chúng ta chung lời tạ ơn Chúa với các dì hôm nay, và chúng ta dâng lên Chúa những thao thức tốt lành thánh thiện ấy cho cộng đoàn dân Chúa Hoàng Nguyên trong thánh lễ hôm nay. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương và ban cho chúng ta muôn vàn ân huệ, hòa chung tâm tình với quý dì hội dòng Đức Mẹ hiệp nhất trong ngày làm phép nhà cộng đoàn Hoàng Nguyên. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm mến và thiết tha nguyện xin. Thiên Chúa đã thực hiện những điều vĩ đại trên khắp cả hoàn cầu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, các giám mục, linh mục luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân Chúa, để các ngài dẫn dắt đoàn chiên Chúa đã trao phó. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã khởi sự và hoàn thiện ngôi nhà cộng đoàn thật tốt đẹp. Nguyện xin Chúa ban cho quý ân nhân, thân nhân của hội dòng cùng tất cả thành phần dân Chúa đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay được đầy tràn ân sủng và bình an của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa nung đốt tôi. Chúng ta cùng dâng lên Chúa mọi hy sinh khó nhọc của chị em trong hội dòng, của những người đã đồng lao cộng khổ trong quá trình xây dựng. Đồng thời, chúng ta tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho sự khai sinh và phát triển của cộng đoàn này. Quý đấng bậc, quý bề trên, quý chị em trong hội dòng, cùng quý ân nhân, thân nhân đã qua đời, xin cho các ngài được chung hưởng gia nghiệp Chúa đã dành sẵn cho tất cả những ai nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con nguyện cầu Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý chị em trong hội dòng luôn trung kiên trong đời sống ơn gọi và cho nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, để trở nên chứng nhân tình yêu của Đức Kitô trong thế giới hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Cùng hiệp thông với các ý chỉ trong thánh lễ hôm nay, xin tạ ơn Chúa, xin cầu cho ân nhân và thân nhân. Lạy Thiên Chúa là Cha chí thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn gìn giữ và chúc lành cho chúng con. Xin tình yêu của Đức Kitô phục sinh lớn mãi trong tâm hồn chúng con và đoái thương nhậm lời chúng con cầu nguyện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vừa qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung ngô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian. Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse, các đấng bậc và các ân nhân của hội dòng mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con được danh Cha là sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện trời đất cũng như Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì Chúa, vì Đức và Thánh Thần.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Ngày trời, ngày hoàng, ngày Chúa đã
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa, Đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày, xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với người trong nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Con xin kính mời Đức Cha, quý dì cùng cộng đoàn an tọa. Giờ đây, dì tổng phụ trách hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất có đôi lời tâm tình tri ân Đức Cha và quý cộng đoàn. Con xin kính mời dì. Trọng kính Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Kính thưa cha quản hạt Giuse Vũ Ngọc Luẫn. Kính thưa cha Phaolô Phạm Văn Mạnh, chính sứ giáo sứ Hoàng Nguyên. Cha Phaolô Dương Văn Tuấn, phó sứ Hoàng Nguyên. Kính thưa quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý thầy chủng sinh. Kính thưa quý ông bà cố, quý thân nhân ân nhân xa gần. Kính thưa quý ban hội đồng mục vụ giáo xứ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ Hoàng Nguyên, giáo xứ Cổ Liêu, giáo xứ Thủy Chú, Bái Xuyên, Bái Đô và các giáo xứ thân cận cùng quý cộng đoàn phụng vụ. Hòa cùng với hội thánh trong niềm vui hân hoan mừng Chúa Kitô phục sinh, hôm nay cách riêng với hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất chúng con được hiện diện nơi giáo xứ Hoàng Nguyên thân yêu này trong thánh lễ tạ ơn. Chúng con rất vui mừng hân hoan được đón Đức Cha, quý thân nhân ân nhân và với chúng con trong ngày lễ tạ ơn và làm phép nhà cộng đoàn hôm nay. Con xin đại diện cho chị em trong dòng xin gửi tới Đức Cha, quý cha và cộng đoàn tâm tình tri ân và cảm tạ. Trước hết, chúng con chân thành tri ân Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và các đấng tiền nhiệm đã cho phép chúng con được hiện diện nơi giáo xứ Hoàng Nguyên thân yêu này và hôm nay đã cho phép chúng con được tổ chức thánh lễ tạ ơn. Chúng con chân thành ghi ơn. Trọng kính Đức Cha Giuse Khả Kính, đấng bản quyền của hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất chúng con. Sự hiện diện của Đức Cha hôm nay là niềm vui và sự khích lệ rất lớn cho chúng con thêm hăng say trên đường dâng hiến. Mặc dù Đức Cha rất bận với công việc của giáo phận Bắc Ninh, nhưng khi biết chúng con có cộng đoàn hiện diện ở giáo xứ Hoàng Nguyên thuộc giáo phận Hà Nội, Đức Cha đã rất quan tâm, thăm hỏi, nâng đỡ. Và nhất là hôm nay Đức Cha đã yêu ái đến chủ tế thánh lễ tạ ơn và làm phép tu viện cho chúng con. Chúng con hết lòng tri ân Đức Cha. Chúng con xin tri ân cha quản hạt Giuse, quý cha quê hương, quý cha xứ tiền nhiệm, đã rất quan tâm nâng đỡ chị em cộng đoàn chúng con nơi đây
về tinh thần cũng như vật chất để chúng con được như hôm nay. Cách riêng chúng con xin hết lòng tri ân cha xứ Phaolô và cha phó đã rất quan tâm tới cộng đoàn chị em chúng con. Quý cha đã cho chúng con được cộng tác vào các công việc mục vụ giáo xứ trong khả năng nhỏ bé của mình. Nhất là từ khi đặt móng công trình, cha đã quan tâm lo lắng sao cho cộng đoàn chúng con có một ngôi nhà đủ để sinh hoạt đời tu và có nơi xứng đáng để tôn thờ Chúa trong các giờ kinh, giờ cầu nguyện. Chúng con hết lòng tri ân cha. Chúng con xin tri ân quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý thầy chủng sinh. Các ngài luôn là những người thân cận đồng hành với chúng con trong mọi biến cố. Chúng con xin khắc ghi ân tình này. Ngôi nhà chúng con khởi công sau 20 tháng, nay được hoàn thành là nhờ ơn Chúa và sự quảng đại đóng góp bằng lời cầu nguyện và sự chia sẻ tinh thần cũng như vật chất của quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân, ban hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đoàn cùng toàn thể bà con giáo xứ Hoàng Nguyên, giáo xứ Cổ Liêu, Thủy Trú, Bái Đô, Bái Xuyên và các giáo xứ thân cận, cả những bà con không cùng tín ngưỡng cũng đóng góp những viên gạch bao xi măng cho chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân. Chúng con xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, ban kỹ sư xây dựng, các tổ thợ thi công đã rất nhiệt tâm giúp đỡ chúng con để công trình sớm hoàn thiện tốt đẹp. Đặc biệt trong công việc tổ chức thánh lễ hôm nay được trang trọng và sốt sáng là nhờ lòng quảng đại và sự tận tâm góp sức của cha xứ Phaolô, cha phó, quý thầy chủng sinh, ban hội đồng mục vụ giáo xứ, các ban ngành đoàn hội, đoàn kèn, đoàn trống, ca đoàn, ban lễ tân, ban ẩm thực, ban âm thanh ánh sáng, ban truyền thông và mọi người trong và ngoài giáo xứ đã lo lắng cho chúng con được tổ chức. Từ phụng vụ thánh lễ đến bếp núc cỗ bàn, lễ tân, nhiều người cũng tặng cho chúng con những món ăn ngon trong bữa tiệc hôm nay. Cả những người hôm nay không hiện diện nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện cho chúng con. Xin nhận nơi chúng con lòng biết ơn chân thành. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất chúng con được hiện diện nơi giáo xứ Hoàng Nguyên từ năm 1997 là nhờ ơn Thiên Chúa soi sáng qua Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, đấng sáng lập của chúng con, và qua cha cố Giuse Maria Bùi Tám. Chúng con không thể quên công ơn các ngài. Xin Chúa ban thưởng nước trời cho các ngài. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha và cộng đoàn, 27 năm chúng con được hiện diện ở đây là một hồng phúc Chúa ban và cũng là một sứ mạng Chúa trao. Để chu toàn tốt sứ mạng, chúng con rất cần lời cầu nguyện, lòng quảng đại và sự nâng đỡ của Đức cha, quý cố và mọi thành phần dân Chúa, cách riêng là quý cha và bà con giáo xứ nơi đây. Xin cũng lượng thứ cho những khiếm khuyết giới hạn của chúng con, nhất là những khiếm khuyết trong việc tổ chức hôm nay. Giờ đây để bày tỏ tâm tình biết ơn của người con thảo, chúng con dâng tặng Đức Cha bó hoa tươi thắm. Chúng con kính chúc Đức Cha, quý cha và cộng đoàn phụng vụ tràn đầy niềm vui và ơn bình an của Đấng Phục Sinh và dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Hiệp Nhất. Hội dòng chúng con xin kính chúc. Sau thánh lễ, chúng con kính mời Đức Cha, quý cha và cộng đoàn ở lại dùng bữa cơm với hội dòng chúng con tại khuôn viên nhà xứ. Chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ. Giờ đây chúng con xin Đức Cha ban lời huấn giáo và ban phép lành cuối lễ cho chúng con. Xin kính mời cộng đoàn đứng.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.